Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì ngày hôm nay mình sẽ ghi hình cái con xe cút Sumitomo FAS26 của mình đang làm việc để chia sẻ với các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình không có chạy xe mà anh tài xế chạy nha các bạn. Thì công việc của con xe cút của mình là đang vét cái đường thủy lợi và đắp lên làm cái đê nha các bạn. Đây, hình thức là như thế này. Vét thì dài vô trong kia đang vét dài ra nha các bạn. Đây. Thì cách đây ở dưới này khoảng vài trăm mét có một con Hitachi AS120-5 của anh mình cũng đang làm cái đê nha các bạn. Một lát nữa mà mình sẽ đi xuống dưới mình ghi hình và chia sẻ các bạn luôn. Bây giờ mình ở đây đi, một lát mình xuống dưới nha các bạn. Cùng xem anh tài xế ảnh làm việc xem như thế nào nha. Anh tài xế mới mình mới mới thôi nè. Anh tài xế này mới cho nên là chưa có quen cái nắp xe của mình nha các bạn. Anh làm này cũng được, còn hơi giặt tí. Thì anh tài xế này sẽ gắn bó với mình khi mà đi mùa các bạn. Đi đồng lớn múc xe để mà chạy các bạn. Hiện tại thì mình vẫn còn ở nhà nha. Do cái khu vực mà mình làm ở đồng lớn á, lúa chưa cắt cho nên là mình còn đang làm ở nhà. Thì ở đây là thuộc xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nha các bạn. Đang vét cái mương thủy lợi này. Thì mình đứng đây mình ghi hình cái con Sumi của mình, một tí nữa mình sẽ đi xuống dưới ghi hình cái con Hitachi kia ha, của anh hai mình cũng cũng đang làm cái đê giống vậy nè. Hồi nãy mình chạy ngang mình có gặp, hồi lát mình sẽ đảo lại mình ghi hình. Hôm nay mình ghi hình hai chiếc chung một video luôn. Anh làm mà anh chưa biết cái thế lắm các bạn. Theo như mình múc thì mình sẽ cho cái gạo đất khi mà dở lên á là mình sẽ vô chỏ cho nó sát ở trong mình mới dở lên. Còn anh múc anh dơ anh dơ hơi dơ ở ngoài quá cho nên là khi lên á nó hơi nặng máy các bạn.
lên thì mình vẫn nó co lại mình bỏ xuống à. À để mình coi bạn xem nha, cái thấy múc ảnh múc vô là ảnh vô gào nhiều hơn vô chỏ à, cái anh dở lên luôn thì như thế sẽ nặng hơn nha các bạn, thấy không? Cuối cùng vô cũng phải co chỏ vô bỏ lắc thôi à. Thì trong khi đó mình múc thì mình lên mà mình vừa lên mình vừa vô chỏ cho nó nhẹ, xong lên vừa khỏi mặt cái mình quay to ngang vỏ luôn à, nó sẽ nhanh hơn và nó nhẹ máy hơn các bạn. Ảnh chưa biết cái thấy múc mà, tại vì ảnh cũng bỏ nghề mười mấy năm rồi, ảnh mới lên xe chạy lại thôi các bạn, chứ ngày xưa ảnh cũng có xe cút nữa đó. Anh này nè, thôi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới à, đi xuống dưới con Hitachi AS120-5 của anh mình đang vét ở dưới các bạn, đi dưới để chia sẻ các bạn xem ha, để xem anh kia anh làm như thế nào nha các bạn. Rồi xin mời các bạn cùng theo mình đi dưới nha các bạn. Rồi các bạn ơi, mình đi lại trễ rồi các bạn ơi, ảnh nó bò đi rồi nè, đây các bạn, anh đã bò đi chỗ khác rồi. Hồi nãy thì anh làm trên đây nè à. Hồi nãy anh làm cái đường nước rồi các bạn, anh vét cái đường nước này nè đó. Nãy mình đi nghe mình gặp, mình tính là lát mình về mình ghi hình, nhưng mà không ngờ khi mình tảo về thì anh làm xong rồi các bạn, chắc lại là vét một đoạn. Đây hiện tại thì anh đã bò lại khúc này rồi, không biết là ngày mai anh sẽ làm ở đâu à. Rồi cũng mong các bạn thông cảm nha à, tại vì mình đi lại nhưng mà anh đã làm xong rồi các bạn ơi. Chắc có lẽ là mình xin phép được tạm dừng cái video đây nha các bạn. Rồi xin chào các bạn nha, chúc các bạn ngày làm việc thật nhiều niềm vui sức khỏe, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.